Sao Việt bỏ showbiz làm phi công, Diệu Thúy thành công sự nghiệp, tình duyên lỡ làng, một người vỡ mộng trên đất Mỹ. Trong khi nhiều người cố gắng chen chân vào showbiz để tìm hào quang rực rỡ thì không ít nghệ sĩ rời làng giải trí để theo đuổi một đam mê khác. Và bất ngờ hơn khi các ngôi sao này chọn trở thành phi công, một công việc phải đánh đổi bằng thời gian lẫn chi phí không hề nhỏ. Có mẹ là diễn viên Hương Dung, ngay từ khi còn nhỏ Hà Duy đã được định hướng để trở thành một ngôi sao nhí. Anh là gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám một thời như Đội đặc nhiệm nhà C21, Làm mẹ, Mùa hè sôi động, Xóm bờ sông. Nam diễn viên sở hữu gương mặt lém lỉnh nên thường xuyên đảm nhận những vai cậu học trò nghịch ngợm, bướng bỉnh. Tuy nhiên, khi trưởng thành, anh lại không phát triển sự nghiệp diễn xuất mà chuyển hướng làm phi công. Có thời gian, nam diễn viên thông báo đã giữ vị trí cơ trưởng của một hãng hàng không. Suốt nhiều năm qua, anh không còn tham gia bất kỳ sự kiện giải trí nào mà dành toàn bộ thời gian cho công việc phi công. Ở tuổi 36, Hà Duy chọn cuộc sống bình lặng, kín tiếng. Thi thoảng, anh xuất hiện trong những tấm hình do mẹ nổi tiếng đăng tải. Đồng thời, anh cũng từng khoe hình ảnh gặp gỡ người nổi tiếng trên các chuyến bay đặc biệt. Trong quá khứ, anh từng gây bất ngờ khi âm thầm hủy hôn vào năm 2018. Đến khoảng tháng 3 năm 2023, Hà Duy xác nhận đã có bạn gái. Trong khi đó, người đẹp Diệu Thúy cũng xuất thân từ người mẫu, diễn viên. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, thuần khiết, nụ cười tỏa nắng và là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim như Dốc Sương Mù, Huyền Thoại 1C, Những Mảnh Đời Giông Bão. Ngoài ra, Diệu Thúy còn từng giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi nhan sắc như Miss Thân Thiện tại Duyên Dáng Sinh Viên Thế Kỷ 21 năm 2009, Miss Áo Dài tại Người Đẹp Hoa Anh Đào 2010. Nhưng vì quá đam mê với công việc phi công mà sau này cô quyết định gác lại sự nghiệp diễn xuất để bẻ lái theo đuổi ước mơ. Năm 2014, cô trở thành tiếp viên hàng không tại Dubai. Khoảng 2 năm sau, cô thi tuyển phi công tại trường bay Việt và sau đó qua Mỹ để học thực hành. Hiện tại, người đẹp đang làm phi công cho một hãng bay của Việt Nam. Năm 2018, cô lên xe hoa cùng chồng ngoại quốc hơn cô 9 tuổi. Ông xã của cô là một doanh nhân, giám đốc khách sạn tại Pháp. Tuy nhiên, đến năm 2021, trong một bài phỏng vấn cô tiết lộ vì tính chất công việc mà cả hai quay lại làm bạn và nữ phi công đang độc thân. Còn với người mẫu Tiến Đoàn, anh từng được chú ý sau khi đăng quang Mr. International 2008. Nhờ vào ngoại hình điển trai, hình thể xuất sắc mà anh nhanh chóng có được chỗ đứng trong làng giải trí. Năm 2010, anh lấn sân sang mảng truyền hình với phim Phía Cuối Cầu Vồng. Đồng thời, anh cũng tham gia cuộc thi Bước Nhảy Hoàn Vũ. Tuy nhiên sau đó, anh âm thầm rút khỏi làng giải trí, ra nước ngoài để tập trung học phi công. Trong quá trình học tập, anh gặp sự cố khi chủ đầu tư cho trường lặn mất tăm cùng số tiền học phí của 68 học viên Việt Nam. Chính vì vậy, anh phải ở lại Mỹ làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống và tiếp tục học tập. Từng có thời gian, anh cho biết mình vẫn đi diễn, nhận chụp hình và đảm nhận vai trò huấn luyện viên thể hình. Năm 2021, trong một bài phỏng vấn anh cho biết bản thân đã tốt nghiệp khóa đào tạo phi công và đang là giảng viên dạy lái máy bay. Anh đã cố gắng tích lũy đủ 1.500 giờ bay để đạt điều kiện xin vào một hãng hàng không, thực hiện mơ ước của bản thân. Từ bỏ ánh hào quang để trở thành phi công không phải điều dễ dàng. Chính vì vậy, nhiều khán giả không khỏi ngạc nhiên, trầm trồ, thán phục trước hành trình nhiều năm học tập, rèn luyện để trở thành phi công của các ngôi sao đình đám một thời.